chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Israel tấn công Iran đẩy giá dầu tăng, đồng tấn công vào dạ dày của Tehran. Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, cuộc tấn công của Israel nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và năng lượng của Iran đang đẩy giá dầu thế giới lên cao. Động thái này không chỉ là phản ứng trước các cuộc tấn công tên lửa của Tehran mà còn được nhìn nhận như một chiến thuật nhằm tấn công trực tiếp vào nền kinh tế Iran, vốn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu mỏ. Sự kiện này làm dấy lên câu hỏi, phải chăng Israel đang đánh vào dạ dày của Iran? Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang gây lo ngại lớn về sự ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu, với khả năng giá dầu có thể đạt tới 150 đô la Mỹ trên một thùng nếu xung đột leo thang. Các chuyên gia cảnh báo rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel cùng với nguy cơ trả đũa vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Tehran đang tạo ra áp lực lớn lên giá năng lượng. Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ vào ngày 3 tháng 10 rằng Washington đang thảo luận với Israel về khả năng tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Động thái này nếu xảy ra có thể khiến sản lượng dầu của Iran sụt giảm đáng kể, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Ông Dan Traivan, giám đốc bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Goldman Sachs, dự báo với đài CNBC rằng nếu Iran mất đi 1 triệu thùng dầu mỗi ngày do các cuộc tấn công hoặc biện pháp trừng phạt, giá dầu thế giới có khả năng tăng thêm 20 đô la Mỹ trên một thùng trong năm tới. Kịch bản này càng trở nên đáng lo ngại khi liên minh OPEC Plus hiện không có kế hoạch tăng sản lượng dầu, làm hạn chế khả năng bù đắp nguồn cung bị thiếu hụt. Dù xung đột giữa Israel và Hamas từ tháng 10 năm ngoái chưa tác động lớn đến thị trường dầu mỏ nhờ vào sự gia tăng sản lượng từ Mỹ và nhu cầu giảm tại Trung Quốc, tình hình gần đây đã gióng lên hồi chuông báo động. Iran, thành viên chủ chốt của OPEC, hiện sản xuất gần 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 4% nguồn cung toàn cầu. Nếu Israel nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran, nguy cơ gián đoạn nguồn cung sẽ trở thành hiện thực, làm tăng giá dầu trên diện rộng. Một yếu tố quan trọng khác là eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược, qua đó 1/5 lượng dầu thô toàn cầu được vận chuyển. Iran đã nhiều lần đe dọa phong tỏa eo biển này nếu các cơ sở hạ tầng dầu mỏ của họ bị tấn công. Một sự gián đoạn tại eo biển Hormuz sẽ gây hậu quả nghiêm trọng để giá dầu Brent vượt ngưỡng 100 đô la Mỹ trên một thùng, thậm chí có thể chạm ngưỡng tới 150 đô la Mỹ trên một thùng. VMI, đơn vị nghiên cứu thuộc công ty phân tích Fitch Solutions, đã cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang nào tại Trung Đông đều có thể dẫn đến xung đột toàn diện, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường năng lượng. Mặc dù các bên vẫn đang tìm cách giảm thiểu nguy cơ này, thị trường dầu mỏ hiện đối mặt với tình trạng thiếu ổn định nghiêm trọng và giá dầu có thể tăng vọt bất cứ lúc nào nếu tình hình trở nên xấu đi. Trong bối cảnh đó, việc các nhà sản xuất lớn như Mỹ, Nga và OPEC Plus tăng sản lượng sẽ là yếu tố then chốt để giảm thiểu tác động. Tuy nhiên, với những diễn biến phức tạp tại Trung Đông, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đứng trước một giai đoạn khó lường. Cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở dầu mỏ của Iran không chỉ là một hành động trả đũa quân sự mà còn mang tính chiến lược cao, nhắm vào yếu huyệt kinh tế của Tehran. Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang, không chỉ Iran mà cả khu vực Trung Đông và thế giới đều đang đối mặt với những thách thức lớn về an ninh và năng lượng. Israel có qua được ải trên bộ do Hezbollah dàn trận ở Nam Lebanon. Theo đài Al Jazeera, phía Hezbollah cho biết đã tiến hành các cuộc phục kích và dùng thiết bị nổ tự chế để làm chậm bước tiến của bộ binh Israel tại miền Nam Lebanon. Trong khi đó, một phóng viên chiến trường Israel nói rằng đoàn quân di chuyển tương đối chậm là do địa hình đồi núi gồ ghề của Lebanon, theo các nhóm nghiên cứu từ Mỹ là Viện Nghiên cứu Xung đột ISW và Dự án Mối đe dọa nghiêm trọng CTB. Và thiết bị nổ tự chế đã được Hezbollah cài xung quanh làng Marun Anrat, nằm cách biên giới với Israel khoảng 500 mét hôm ngày 4 tháng 10. ISW và CTB cho biết các thiết bị này được cài dọc theo các con đường mà bộ binh Israel dự kiến đi qua. Ngoài ra, Hezbollah cũng đã thực hiện ít nhất 14 cuộc tấn công vào các địa điểm ở miền Bắc Israel hôm ngày 3 và ngày 4 tháng 10, bao gồm một loạt khoảng 70 quả rocket và một loạt thứ hai khoảng 40 quả rocket. Hệ thống phòng không của Israel tiếp tục phát hiện 5 quả rocket khác phóng từ Lebanon hôm ngày 5 tháng 10. Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không đã phát hiện khoảng 5 quả rocket phóng từ Lebanon vào miền Bắc Israel vào sáng ngày 5 tháng 10. Một số rocket đã bị máy bay chiến đấu phòng không đánh chặn, một số khác rơi xuống các khu vực trống, theo quân đội Israel. Các xe bọc thép Israel hiện diện tại biên giới cũng bị tấn công bằng hỏa lực chống tăng. Quân đội Israel không đề cập đến thương vong hoặc thiệt hại về tài sản hoặc cơ sở hạ tầng. Ngoài khu vực miền Nam Lebanon,
còn có báo cáo về không kích ở thành phố Tripoli ở miền bắc Lebanon, và sau đó lực lượng Hamas đã xác nhận rằng một thủ lĩnh của lữ đoàn Qassam, ông Saeed Atallah Ali, đã thiệt mạng. Người này đã thiệt mạng cùng với 3 thành viên trong gia đình tại nhà riêng tại trại tị nạn Beit Dawi của người Palestine tại Tripoli. Đây là một phần trong chiến dịch ám sát mà Israel đang thực hiện, không chỉ nhắm vào các nhà lãnh đạo Hamas mà còn nhắm vào các thành viên của mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine ở trung tâm Beirut. Hezbollah đã phải chịu rất nhiều đòn tấn công vào các nhà lãnh đạo cấp cao của mình, bao gồm cả thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah. Trong khi đó, Hamas đã từng bị nhắm mục tiêu trước đây ở Lebanon. Phó thủ lĩnh của Hamas đã bị hạ sát ở vùng ngoại ô phía nam vào tháng 1 bằng một cuộc không kích. Bằng cách tấn công vào các trại tị nạn Palestine, dường như Israel gửi đi thông điệp cứng rắn đến bất kỳ thành viên nào của Hamas, Hezbollah hay bất kỳ phe phái đối đầu nào. Hôm ngày 4 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran đã đến Damascus để thảo luận về các diễn biến khu vực và quan hệ song phương. Trao đổi với phóng viên khi xuất hiện tại thủ đô của Syria, ông Araghchi nhấn mạnh mối ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Trước đó vào cùng ngày, ông Araghchi đã đến Beirut, được truyền thông nhà nước mô tả là một chuyến thăm đoàn kết. Trong chuyến đi này, ông Araghchi đã công bố một chuyến hàng gồm 10 tấn thực phẩm và thuốc men sẽ được viện trợ nhân đạo cho Lebanon. Israel đã không kích cửa khẩu biên giới Masna giữa Syria và Lebanon vào hôm ngày 4 tháng 10. Đây vốn là tuyến đường sơ tán của hàng chục ngàn người từ Lebanon sang Syria. Phát biểu từ Beirut, Giám đốc quốc gia của Chương trình Lương thực Thế giới tại Lebanon, ông Matthew Hollingwood, cho biết cửa khẩu giữa Syria và Lebanon đã bị đánh bom nghiêm trọng, hạn chế khả năng sơ tán của người dân. Theo ông Hollingwood, điều đó đồng nghĩa với việc hàng hóa thường được vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Masna cũng sẽ không thể được tiếp nhận tại đây. Lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm ngày 3 tháng 10 cáo buộc Hezbollah sử dụng cửa khẩu với Syria để vận chuyển thiết bị quân sự vào Lebanon. Trong ngày 4 tháng 10, người phát ngôn quân đội Israel Vyachai Adarai đã cảnh báo người dân tại hơn 20 ngôi làng ở phía nam Lebanon sơ tán ngay lập tức, bao gồm Anbat, Madansam và Tolin. Người phát ngôn này thông báo trên mạng xã hội X rằng bất kỳ ai ở gần các khu vực, cơ sở và thiết bị chiến đấu của Hezbollah đều đang tự đặt mình vào nguy hiểm. Ông Adarai cho biết người dân phải đi về phía bắc sông Akwali, nơi hợp lưu với bờ biển cách biên giới với Israel khoảng 50 km và không đi xa hơn về phía nam nếu muốn tránh các cuộc tấn công của Israel. Israel khẳng định chiến dịch quân sự trên bộ của họ ở Lebanon chủ yếu nhằm phá hủy các đường hầm và cơ sở hạ tầng khác ở biên giới, không nhắm vào Beirut hoặc các thành phố lớn ở phía nam Lebanon. Trong khi đó, quân đội Lebanon cho biết binh sĩ thứ hai của họ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào đồn quân sự ở khu vực Bin Zabe, miền nam Lebanon. Binh sĩ Lebanon đầu tiên tử nạn khi thực hiện nhiệm vụ sơ tán và cứu hộ với sự tham gia của Hội Chữ Thập Đỏ Lebanon. Trong một diễn biến liên quan, đài Al Jazeera ngày 3 tháng 10 dẫn lời phong trào này tuyên bố họ đã tấn công quân đội Israel thêm 6 lần nữa. Trước đó, Hezbollah được cho là đã thực hiện hơn 10 cuộc tấn công vào quân đội Israel. Trong 6 cuộc tấn công mới nhất, Hezbollah cho biết họ đã kích nổ 2 thiết bị nổ vào rạng sáng ngày 3 tháng 10 khi bộ binh Israel cố gắng xâm nhập ngôi làng Marun Anrat ở miền nam Lebanon. Hezbollah đã tấn công binh sĩ Israel bằng tên lửa Falak do Iran sản xuất ở phía đông khu định cư Sasa, miền bắc Israel, và một nhóm binh sĩ khác bằng loạt tên lửa ở phía tây cùng khu định cư này, phong trào này tuyên bố. Một cuộc tấn công khác xảy ra tại khu định cư Somera ở miền bắc Israel nhằm vào quân đội Israel bằng tên lửa Falak. Hezbollah cũng bắn 2 loại rocket riêng biệt vào lực lượng Israel, một vụ ở khu định cư Bezer và một vụ khác ở ngôi làng Avivim. Chưa dừng lại ở đó, Hezbollah báo cáo cuộc tấn công bằng thiết bị nổ nhằm vào lữ đoàn tinh nhuệ Golani của Israel. Các kênh Telegram của Israel đã đưa tin tương tự những tuyên bố trên của Hezbollah. Trực thăng được cho là đang chuyển nhiều người bị thương đến các bệnh viện gần Haifa, phía bắc Israel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!